cảm ơn tất cả các bạn đang đến với chuyên mục Lick Plus của chương trình Music Plus được phát sóng trên kênh Ca Cầu Nhịp Sống. Các bạn thân mến, không biết là các bạn có để ý không, nhưng mà thời gian gần đây đó thì nhạc Việt Nam của chúng ta đã phát triển rất nhiều, bởi vì chúng ta có những nghệ sĩ trẻ rất tài năng, nổi bật nhất là họ có thể sáng tác và có thể thể hiện ca khúc của chính họ. Và trong số đó thì phải kể đến như là Hà Okio, Michael, Lê Cát Trọng Lý, Thái Trinh. Và tất nhiên là nếu như mà chúng ta thể hiện những ca khúc do chính chúng ta sáng tác thì lúc nào cũng có nhiều tình cảm hơn, do đó thì sẽ truyền được thông điệp của chính mình đến với tay người hâm mộ hơn. Và Dung My đang muốn nhắc đến một cô ca sĩ, cô ấy là một ca sĩ trẻ thôi, nhưng mà cô ấy sáng tác rất là hay và thể hiện ca khúc cũng rất là tuyệt vời. Dung My còn nhớ là sau khi mà Dung My đã xem xong bộ phim Scandals thì Dung My rất là ấn tượng những ca khúc ở trong bộ phim này. Chắc chắn nói đến đây thì các bạn cũng đoán ra được đó là ai rồi phải không? Nhưng mà cho phép Dung My xin được giữ bí mật nha. Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi đoạn video clip sau đây. To be, I never thought that I was so blind to think you were my baby. I wish I was another version of you. I can run back to. Vừa được xem đoạn video clip giới thiệu về Trang Pháp, và đó cũng chính là nhân vật khách mời của ngày hôm nay. Hiện tại thì Dung My và Trang Pháp đang có mặt tại studio của nhạc sĩ Hoàng Anh. Trở về từ show liên hoan âm nhạc châu Á tại Hàn Quốc thì Trang Pháp đã thu xếp công việc khá bận rộn của mình để đến với Lick Plus ngày hôm nay để chia sẻ với chúng ta những thông tin mới nhất về cô ấy. Nào xin mời. Chào Trang Pháp. Lời đầu tiên thì cho phép Trang Pháp được gửi lời chào thân thương nhất từ tất cả các khán giả đang xem chương trình Lick Plus. Cũng đã lâu rồi Trang mình có dịp được ngồi trong một cái không khí ấm áp như thế này và được chia sẻ những cái suy nghĩ của mình, tất cả những cái cuộc sống của mình và cuộc sống âm nhạc của mình nữa từ tất cả quý vị khán giả, cũng như là với một cô MC rất là dễ thương ngồi đây. Đầu tiên thì cho phép My thắc mắc một chút xíu về cái tên của Trang. Có người thì gọi Trang là NP Thùy Trang, có người thì gọi với một cái tên khác là Trang Pháp. Vậy thì không biết cuối cùng bây giờ Dung My phải gọi bạn như thế nào đây ạ? Khi bước chân vào điện ảnh thì khi đó Trang sử dụng cái tên thật của mình là Thùy Trang. Và khi Trang trở về Việt Nam từ Pháp thì vào học trong trường quốc tế thì tình cờ trong lớp có rất nhiều bạn tên là Trang. Và có những bạn Trang thì từ Thụy Sĩ về này, bạn Trang từ Bỉ về này. Thì để đơn giản là để phân biệt các bạn Trang với nhau thì cô giáo có gọi là Trang Pháp, Trang Bỉ, Trang Thụy Sĩ gì đó. Thì tới khi mà Trang tham gia bộ phim đầu tiên là Nhật Ký Vàng Anh thì khán giả có lẽ thấy cái tên Thùy Trang nó có một cái sự đơn điệu nào đó quá, và những người thân với Trang thì hay gọi là Trang Pháp, Trang Pháp. Thì khi bài phỏng vấn đầu tiên của Trang không nhớ ngay đó là với, có lẽ là với báo Thanh Niên hay là kênh 14, thì mọi người có hỏi về cái nickname của Trang và Trang có chia sẻ cái nickname đó, và không ngờ rằng cái nickname đó lại được mọi người sử dụng nhiều hơn cả cái tên thật của Trang nữa. Và cũng chính vì lẽ đó mà khi đến với âm nhạc thì Trang quyết định rằng có lẽ mình nên quay trở lại cái tên thật của mình Trang. Và mọi người cũng thấy rằng trong cái album đầu tay của Trang thì Trang đã sử dụng cái tên thật của Trang là Nguyễn Phạm Thùy Trang. Nhưng rồi thấy được cái sự quen thuộc của khán giả với cái nickname cũ của mình là Trang Pháp, thì bây giờ Trang đã quyết định lại một lần nữa thay đổi cái tên của mình trở thành Trang Pháp. Và từ đó tới giờ thì Trang đã sử dụng cái tên Trang Pháp của mình, và có vẻ như mọi người thấy hài lòng hơn hay sao. Nhưng mà bây giờ thì chắc là khi mà nói tới Thùy Trang hay là Trang Pháp hay là NP Thùy Trang thì mọi người vẫn nhớ đến một cô gái bước ra từ những bộ phim tuổi teen, giống như hồi nãy Trang có chia sẻ là Nhật Ký Vàng Anh nè, rồi My còn thấy Trang xuất hiện một số cái shoot quảng cáo và chụp ảnh cho báo nữa. Không biết là có phải cái con đường của những cái người nghệ sĩ đó thì người ta hay xuất thân từ những cái việc nhỏ nhỏ trong nghệ thuật trước thì để cho khán giả tập làm quen với hình ảnh của mình dần, thì Trang cũng giống như vậy phải không? Phải thú thật rằng cho tới khi bước chân vào Sài Gòn, lúc đó Trang mới thật sự xác định rằng mình đi theo con đường nghệ thuật chính thống. Và ngay cả cái giây phút Trang còn đang ở Sài Gòn, ở ngoài Hà Nội thì nghĩ rằng mình sẽ trở thành một một nhà ngoại giao giống như mẹ, hoặc là một nhà giáo giống như bố cơ. Bởi vì là gia đình Trang không có ai đi theo con đường nghệ thuật hết. Thì tất cả những công việc đóng phim này, làm quảng cáo hay là chụp hình thì ngày đó Trang còn là sinh viên, còn đi học, cho vui và thôi. Trang còn là một sinh viên ngành chuyên ngành kinh tế nữa.
Thì những cái hoạt động đó của Trang nó mang tính giải trí nhiều hơn. Chia sẻ với Yumi một chút thôi là kế hoạch của Trang là sẽ học xong đại học. Lúc đó là Trang đã chỉ còn chờ một tuần nữa thôi là sẽ có cái tấm bằng đại học để đi sang bên Bỉ sống với bố mẹ và học tiếp ở bên đó. Thì trong những cái lúc mà mình chuẩn bị đồ, sắp đồ và vali thì Trang tình cờ tìm thấy những cái bản nhạc mà mình viết từ rất là lâu rồi, từ khi còn nhỏ. Và ngày nhỏ thì mẹ Trang cho Trang học piano từ hồi 6 tuổi và rất là yêu thích những cái bài hát mà mình tự viết, không thích đánh bài của người khác nữa mà chỉ nhăm nhăm thích đánh bài của mình thôi. Thì Trang có thu lại và ghi ra những cái bản nhạc rất là ngây ngô, rất là trẻ con, viết còn nguệch ngoạc lắm, trong một cái giây như vậy thôi. Trang nghĩ là tại sao từ 20 năm nay rồi mình không bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ đi theo cái mà mình yêu thích như vậy trong một cái khoảng thời gian dài như vậy. Thì Trang còn nhấc máy lên gọi cho bố mẹ ở bên kia và nói rằng là bố mẹ cho con xin một thời gian để con ở lại Việt Nam, con làm một cái album thôi rồi con sẽ sang ngay. Và Trang phải thuyết phục rất rất là lâu thì bố mẹ đã đồng ý. Và đấy là cái bước ngoặt trong cái cuộc đời của Trang, khi mà quyết định đi từ một cái duyên với nghệ thuật mà nó chỉ mang tính vui chơi vậy thôi, là đến với cái con đường nghệ thuật chính thống. Thực ra thì nếu như mà nói là trong suốt 20 mấy năm vừa qua Trang chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm nghệ thuật thì cũng chắc cũng không phải đâu, đúng không? Nhưng mà nghĩ rằng một cái biện pháp nào đó an toàn cho mình hơn là mình hãy làm những cái gì mà mình học đàng hoàng, chính thống. Vậy thì cho mình hỏi một tí là khi mà Trang đã lộ ra cái suy nghĩ lóe lên trong đầu là Trang sẽ ở lại Việt Nam và làm nghệ thuật đó, thì cái việc đầu tiên Trang làm để đến gần hơn với nó là gì? Đúng như là Yumi nói thì cái không phải là mình chưa nghĩ tới chuyện làm nghệ thuật bao giờ đâu, mà là mình không dám nghĩ tới. Vì mỗi khi nghĩ tới thì Trang còn nhớ rằng thời ở ngoài Hà Nội thì cũng hay Trang đi thu đĩa và thu chơi vậy thôi. Thì bố mẹ không thích và bố mẹ nói rằng là sao không tập trung con làm cái việc của con đi, con cứ đi thu đĩa là làm gì rồi cuối cùng con cũng đâu có đi tới đâu. Và chính những cái ý nghĩ nhỏ đó nó được gieo rắt trong đầu của một cô bé mà trong mười mấy tuổi thôi, thì Trang luôn luôn có một cái ý nghĩ rất là thẳng, một cái con đường thẳng cho mình là sẽ và trong đó nó không hề có một chút nghệ thuật nào đi trong đó. Nhưng mà đúng là với cái duyên thì cứ có một bộ phim tới rồi lâu lâu có một cái quảng cáo tới. Khi mà mình đã có cái yêu thích trong mình rồi thì rất khó để mà nói không. Thì cái bước ngoặt, cái việc đầu tiên mà Trang làm khi mà Trang quyết định tới với cả cái quyết định lớn của đời mình như vậy, đó chính là Trang book một cái vé máy bay đi vào trong Sài Gòn. Thì đó là cái suy nghĩ đầu tiên. Vì sao? Vì đối với Trang thì khi mà bắt đầu một công việc mới, thường Trang thích làm cái việc đó ở một cái nơi mới. Và Trang đã chọn cái việc là bắt đầu nghệ thuật cũng với một con số 0 như vậy. Sau khi mà đã quyết định vào Sài Gòn nè, thì mọi người ở trong Sài Gòn lại biết đến Trang qua một cái bộ phim. Trong đó thì Trang cùng với một ca sĩ nữa, đó chính là anh Hà Okio, có đóng vai trò sản xuất nhạc phim. Và cái người mà đứng sau lưng tất cả những cái đó chính là nhạc sĩ Dương Khắc Linh nữa. Vậy thì không biết là cái mối duyên nào để cho Trang gặp nhạc sĩ Dương Khắc Linh nè, rồi hợp tác cùng với Hà Okio? Trước khi mà làm việc với anh Dương Khắc Linh thì Trang cũng đã có dịp gặp và nói chuyện rất là nhiều với những nhạc sĩ khác. Và Trang có thử một vài những producer khác và Trang thấy rằng họ làm rất tốt, nhưng mà nó tới được tới 90%, còn cái 10% còn lại nó có cái gì để nó thiếu sót. Thì cuối cùng thì Trang quyết định là Trang gọi điện thoại cho anh Linh. Và bữa đó cũng rất là tình cờ, thì anh Linh nói Trang là gửi cái bài hát demo của Trang cho anh Linh nghe thử. Thì ngay sau đó khoảng chừng mấy tiếng thì anh Linh gọi điện lại cho Trang và nói rằng là ủa, bài này là em cover hay là ai viết vậy? Thì Trang nói là không, bài này em viết. Thì anh Linh nói là muốn gặp Trang ở bên công ty. Trang có tới công ty và nói chuyện với anh Linh, thì anh Linh nói rằng là trước khi nói tới cái giọng hát thì anh Linh thích những cái bài hát của Trang. Thì cái đó nó cũng làm cho mình cảm thấy yên tâm hơn, bởi vì rõ ràng một cô gái mà chưa từng học qua một lớp thanh nhạc, một lớp sáng tác nào, chỉ đơn giản là học những buổi piano ngoại khóa từ khi còn nhỏ vậy, thì Trang không biết rằng những cái bài hát của mình nó chất lượng nó tới đâu. Và anh Linh còn nói với Trang là anh Linh muốn ký với Trang là ca sĩ của công ty. Nếu ký với công ty đồng nghĩa với việc rằng Trang sẽ phải ở lại Việt Nam lâu dài hơn, Trang sẽ phải đi theo một con đường chuyên nghiệp hơn. Thì Trang chưa có dám nói câu chuyện đó với bố mẹ và chỉ có để thời gian mình thử sức xem sao. Thì
Trang biết rằng mình còn một năm và Trang quyết định là mình sẽ ký cái một năm đó với Early Risers. Và cái dự án đầu tiên mà Early Risers làm đó chính là nhạc phim Long Ruồi. Và đấy là cái cơ duyên tại sao Trang làm việc với anh Hà, lúc đó cũng là một người của Early Risers. Và cái bài hát đó thì nó tình cờ nó rất là hợp với cái style của Trang, Trang cũng rất là thích nữa. Thì sau khi mà viết cái bài hát đó tới 8 lần thì cái bản Như Là Mơ chính là cái version thứ 8 của bài hát Như Là Mơ. Thì Trang cũng rất là hài lòng với cái sản phẩm đó và nó cũng giống như là một cái thực khởi đầu thuận lợi cho mình. Và tiếp theo nữa đó, thì với cái cơ duyên đó, vậy thì sau đó thì My lại thấy là Trang có ra một cái album tên là Runaway. Và trong đó có rất là nhiều những ca khúc tự sáng tác nè, bằng tiếng Anh, tiếng Việt, với những cái tiết tấu nó mới, giống như là người ta nghe nó lạ tai á, thì các bạn trẻ rất là thích. Tuy nhiên thì vẫn có một cái số ý kiến cho rằng là cái dòng nhạc này bây giờ quá nhiều người trẻ đeo đuổi, nó chưa thực sự là một cái gì đó nổi bật trong số những cái bạn trẻ đó. Vậy thì khi mà nhận được cái lời phản hồi như vậy thì Trang có tìm ra một cái gì đó khác hơn nữa so với từ trước đến giờ Trang đã làm chưa? Cái album đầu tay của Trang nó là một cái tổng hợp của rất nhiều bài hát mà Trang không chỉ viết trong cái thời gian mà mình bắt đầu làm nghệ thuật, mà còn những cái bài hát Trang viết khi còn nhỏ. Thì cái điều quan trọng nhất mà Trang quan tâm tới khi mà hòa âm phối khí viết lời cho những cái bài hát đó là làm sao mình đặt cái tôi của mình vào đó cho nó được nhiều. Còn cái chuyện làm thế nào để nó phải thật khác, làm thế nào để nó phải thật nổi bật thì cái đó Trang nghĩ là cái đến sau. Nó là những cái Trang muốn để dành nó cho cái album thứ hai, album thứ ba và những single sau đó của mình. Trang là người khá là cầu toàn cho nên vẫn mất rất là nhiều thời gian để làm hoàn thành cái album đó. Điều khó khăn nhỏ đó là cái sức nóng của cái bài Như Là Mơ nó đã xuống rồi thì cái album nó mới ra. Và mọi người thấy rằng là cái Như Là Mơ nó khá là khác biệt, còn cái album thì nó lại nhiều bài ballad hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Thì có lẽ cái đó chính là cái nhận xét mà Yumi vừa chia sẻ với Trang. Thì Trang không cảm thấy buồn đâu, bởi vì khi mà khán giả thương thì khán giả mới nhận xét, khán giả mới bỏ thời gian viết comment trên đó, thì nó sẽ giúp mình trong những cái album tiếp theo rất là nhiều. Quả thực để sáng tác không phải là chuyện đơn giản, mà nhất là mình hát những ca khúc mình sáng tác thì mình nghĩ là nó sẽ dễ dàng đưa cái cảm xúc mình cho khán giả hơn. Tuy nhiên thì sau đó Trang thực sự gây ấn tượng với khán giả là mọi người xem một cái bộ phim mới sau này nữa, và My được biết nhạc phim ở trong phim đó là do Trang sáng tác, và Trang cũng có ra một cái single để giới thiệu về nhạc phim đó. Quả thực nó rất là hay. Cái cảm xúc như thế nào để Trang viết được những cái bài hát ở trong phim Scandals, và lúc viết cái nhạc phim đó thì Trang có phải suy nghĩ quá nhiều về cốt truyện của bộ phim không? Thật sự là những cái bài hát đó Trang lúc đầu nó không được là không phải được viết để dành cho phim đâu, mà chỉ đơn giản là những cái bài hát Trang viết cho những single sau này của Trang khi mà Trang chuẩn bị cho cái album thứ hai của mình. Thì tình cờ trong lúc đó thì anh Victor Vũ có đang tìm nhạc phim cho mình và có hỏi của anh Dương Khắc Linh, thì anh Linh đọc qua cái kịch bản của bộ phim và cùng tình cờ lúc đó thì nghe cái bài hát của Trang và thấy rằng là nó có một cái sự liên quan rất là khó nói. Đúng rồi. Ngay lập tức lúc đó thì anh Linh gửi cái bài hát đó cho anh Victor Vũ, và anh Vũ đã thích ngay những cái bài hát đó và nói rằng sẽ dành những cái bài hát đó để sử dụng cho các cái nhân vật của trong phim. Đương nhiên là Trang đồng ý ngay thôi, bởi vì có lẽ là Trang hơi có duyên với nhạc của phim một chút, bởi vì mình cũng bắt đầu từ điện ảnh này. Mình đến với single đầu tiên cũng là một bài nhạc phim này. Cái bài hát này nó khác hơn so với cái album đầu tiên, và bởi vì những cái bài hát là Trang sáng tác về sau này, còn cái album đầu tiên là những bài hát Trang sáng tác từ cái thời gian Trang bắt đầu bước chân vào Sài Gòn trở về trước. Thì trong cái một năm ở Sài Gòn đó thì con người Trang lớn lên rất là nhiều. Cái người viết nhạc thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới những cái bài hát của họ. Khi mà con người ta có trải nghiệm hơn một chút thì những bài hát nó cũng cảm giác là có trải nghiệm hơn. Thì đó chính là lý do vì sao mà có lẽ là đấy là cái sự khác biệt giữa cái album Scandal và cái album Runaway của Trang. Và hôm nay á, thực ra là rất là có duyên, bởi vì My biết Trang rất là bận và Trang vừa trở về từ một cái đại nhạc hội âm nhạc của Hàn Quốc. Theo My biết thì Trang đã được tiếp xúc với rất là nhiều những tên tuổi nổi tiếng nè, như là Nick Cannon nè, rồi ông Hoàng, ông ấy là quản lý và là người đứng sau tất cả những thành công của B-Ren. Vậy thì khi mà Trang gặp họ đó, Trang có học hỏi được cái gì từ nền âm nhạc của quốc tế không?
không chỉ là gặp những nhân vật đó đâu, và đương nhiên đó là một cái điều rất là vui rồi. Thậm chí là những ca sĩ rất trẻ người Hàn Quốc họ cũng cho Trang để lại rất nhiều những cái ấn tượng với Trang. Giống như là có những ca sĩ họ chỉ mới 17, 18 tuổi thôi cũng tham gia chương trình đó. Mình thấy được cái nội lực của họ, thấy được những cái sự cố gắng của những cái người trẻ tới như vậy. Thì mình mới thấy được rằng là với một cái nền âm nhạc chuyên nghiệp như vậy thì chúng ta còn phải học hỏi rất là nhiều. Khi tham gia cái chương trình festival đó thì đương nhiên là gia đình JYP cũng tham gia, và có một cái bữa tiệc sau khi mà chương trình kết thúc thì Trang có được mời tới cái buổi hôm đó, và cũng không biết là sẽ có Nick Cannon ở đó đâu, mà chỉ đơn giản là anh tới để chơi DJ cho cái đêm nhạc hôm đó. Và được gặp JYP là một người mà Trang rất là hâm mộ từ rất lâu rồi, từ khi ông còn đi hát cho tới khi trở thành nhà quản lý, producer. Thì ông còn nói chuyện với Trang và có hỏi về cái tình hình nhạc ở Việt Nam. Và khi mà nói chuyện với một người mà mình đã hâm mộ từ rất lâu như vậy, một cái sự thân thiện như vậy, thì Trang cảm thấy rất là vui. Và còn nếu có thể chia sẻ được cái gì về cái nền âm nhạc Việt Nam thì Trang đã nói hết cái ngày hôm đó. Và không biết là trong cái lúc mà trò chuyện đó thì Trang có cho họ nghe nhạc của mình không? Và họ có ý kiến nhận xét gì về nhạc của Trang không? Ở trong một cái club rất là ồn ào, và khi mà nói chuyện với nhau còn khó nữa, và Trang cũng rất là tiếc là không có, chưa có thể đưa cái nhạc của mình cho Bố Giang có thể nghe được. Nhưng mà trong cái chương trình biểu diễn thì mọi người cũng đã có nghe, và Trang rất là vui khi mà những producer người Hàn Quốc có qua nói chuyện với Trang, nói là họ rất muốn gửi cho họ cái bản master những cái bài hát của mình. Khi mà họ hỏi cái bản master bài hát của mình thì đó cũng làm một điều làm Trang rất là vui rồi. Quá thật là dạo gần đây thì Hàn Quốc rất là quan tâm tới nền âm nhạc của Việt Nam. Cũng giống như là thời gian vừa qua đó, thì Trang thấy là mình có những cái festival giao lưu văn hóa Việt Hàn, thì có quá nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng từ Hàn Quốc qua Việt Nam. Khi mà họ đi qua Việt Nam, họ biểu diễn như vậy đó, thì mình nghĩ là họ cũng mong chờ một cái điều gì đó mới mẻ hơn, hoặc có thể một cái nhóm nhạc có rất là nhiều thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, và trong đó có Việt Nam thì sao, đúng không? Quay trở lại với âm nhạc một chút, thì mình nhớ là trong cái buổi biểu diễn ở Hàn Quốc đó, thì Trang có hát 3 bài. Trong đó thì có 2 bài hát thì Trang đã giới thiệu với khán giả Việt Nam rồi, và có một bài hát rất là mới. Tại sao Trang không hát bài hát đó khi còn ở Việt Nam mà lại biểu diễn bài hát đó ở trong một cái nơi mà khán giả Việt Nam chưa biết được ạ? Cái bài hát đó thực chất là Trang đã sáng tác từ rất lâu rồi. Từ khi mà Trang còn chuẩn bị, trước khi Trang chuẩn bị cho cái album đầu tay cơ. Nhưng mà bởi vì lý do là cái thể loại nhạc đó có vẻ nó không hợp lý với cả cái tổng thể của cái album, cho nên Trang đã để dành cái bài hát đó. Và khi mà sang Hàn Quốc biểu diễn thì Trang chợt thấy được cái sự tương đồng, cái nhí nhảnh của nó với cả những cái bài hát của Hàn Quốc, thì Trang nghĩ rằng là có lẽ đây là một cái dịp hợp lý để mình biểu diễn cái bài hát này lần đầu tiên. Và cái bài hát đó cũng sẽ là bài hát mà Trang để dành cho cái album thứ hai của mình cũng sắp tới rồi. Và cái thời điểm đó Trang nghĩ là thời điểm thích hợp để giới thiệu cái bài hát đó. Và cũng rất may rằng các bạn trẻ Việt Nam có nghe được một đoạn bài hát đó và cũng rất là yêu thích. Thì đó, nó nằm ngoài cái sự mong đợi của Trang, và chắc chắn là thời gian tới Trang sẽ ra mắt cái bài hát đó. Không biết là Trang sáng tác bài hát này trong thời gian nào và hoàn cảnh nào? Cái bài hát này Trang viết trong khoảng thời gian trước khi Trang vào Sài Gòn. Trang đang đi học và một cái ngày vui tươi vậy thôi thì viết nên một cái giai điệu rất là nhí nhảnh, rất là hồn nhiên như vậy. Và cũng viết để đó và cất vào trong tủ cho tới khi mà đang chuẩn bị cái album đầu tay của mình thì Trang mới lấy nó ra và lại tiếp tục cất nó vào, bởi vì thấy nó không có phù hợp với cái album nữa. Lý do vì sao mà Trang mang cái bài hát này trở lại một lần nữa thì Trang dành cái album đầu tiên cho cái tôi và cái album thứ hai cho cái sự thay đổi, thì cái bài hát Chocolate nó là một cái sự thay đổi rất hợp lý để mình có thể chuyển tiếp từ cái album đầu tiên sang cái album thứ hai. Thì đó chính là lý do vì sao Trang chọn cái bài hát này, cũng sẽ là một trong những bài hát chủ đề cho cái album thứ hai. Và nhất là khi có một cái sự ủng hộ nhất định của khán giả thì mình có cái sự tự tin hơn để mình đưa cái bài hát đó ra. Thì ra tên bài hát là Chocolate. Một cái tên nghe thôi là thấy tin lắm rồi. Thì hồi nãy như là Trang chia sẻ là mình viết giai điệu trước đúng không? Thì khi đặt lời nó vào thì lúc đấy là suy nghĩ cái gì mà đặt lời quá tin như vậy? Có phải là đang trong thời gian vui vẻ đúng không? Bình thường khi Trang viết một bài hát thì trước khi ngồi xuống đàn là Trang muốn
xác định xem cái cảm xúc của mình đang ở đâu và cái bài hát mình muốn viết nó về cái gì. Nó phải có một cái keyword chứ. Ví dụ như là bài version of you, phiên bản khác, thì cái đầu tiên lúc đấy là cảm giác rất là buồn, chỉ muốn tìm đến một cái người khác mà vẫn là người đó. Thì cái bài chocolate kể chuyện ra có lẽ hơi buồn cười một chút, là trong nhà Trang lúc đó có rất là nhiều sô cô la. Bởi vì mẹ vừa mới đi Bỉ về và cầm rất nhiều sô cô la về, và Trang thấy trong một cái khung cảnh vui tươi như vậy, ok, mình viết một bài về chocolate. Và đó là cái câu chuyện vui về cái bài hát vậy thôi. Cái sáng tác khi mà mình đặt nó quá cao siêu thì nó không có còn thật nữa. Những cái gì nó gần gũi nhất, những cái gì nó tôi nhất thì nó sẽ là cái mà đến với khán giả nhanh nhất. Và khi mà nghĩ tới chocolate, Trang nghĩ tới cái câu chuyện giữa hai người, và chính vì nó là một câu chuyện vui vẻ cho nên sẽ là một cái sự hờn dỗi nhẹ nhàng của một cô gái nói với người yêu của mình, và đó chính là lý do vì sao Trang đặt lời cho cái bài hát nó cũng tin như vậy, và nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng trôi đi như vậy. Vâng, và khi mà nghe chia sẻ như vậy thì My đang rất là hồi hộp muốn biết cái người mà My thích nghe những cái bài ballad, những cái bài hát rất là sâu lắng, hát nhạc tim như thế nào. Vậy thì bây giờ không biết là Trang có sẵn sàng để gửi tặng bài hát Chocolate đến tất cả các bạn khán giả chưa? Chắc chắn rồi, và chương trình này chúng ta gọi là leak mà, cho nên hôm nay cho phép Trang sẽ được leak một chút cái bài hát mới của mình tới cho tất cả khán giả của Lip Plus. I'm the
Xin cảm ơn Trang rất là nhiều với một ca khúc rất là nhí nhảnh. Và lần đầu tiên mình nhìn thấy Trang nhí nhảnh đến như vậy. Mình đang hình dung không biết là khi mà Trang quay clip bài này thì nó sẽ như thế nào. Có lẽ là Trang không dám hứa trước đâu, nhưng mà nếu như mà có hồi tin một chút thì sẽ mong là các bạn sẽ vẫn ủng hộ cho Trang. Và bây giờ thì chắc là chúng ta phải dừng lại ở đây để còn đến với tập 2 của chương trình nữa. Lúc đó thì Trang sẽ có dịp nói nhiều hơn về con người của mình. Đâu có mấy khi được nói như thế này đúng không? Và các bạn thân mến, tạm biệt các bạn và hy vọng rằng là chúng ta còn gặp lại nhau ở tập 2 của chương trình để lắng nghe Trang Pháp chia sẻ về cuộc sống của cô và những nỗi niềm, những sự cô đơn khi sống ở Sài Gòn một mình các bạn nha. Còn ngay bây giờ xin mời các bạn quay trở lại cùng MC Trung Hiếu với Music Plus ạ.